Rằm tháng tư âm lịch, bốn con giáp này đỏ như son, chung số độc đắc, tài lộc đầy nhà, tiền tỷ cầm tay. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy rằng, trong năm Tân Sửu 2021, có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ được nhận lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người vào dịp rằm tháng tư âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào họ sẽ nhận được may mắn gì vào thời điểm rằm tháng tư âm lịch? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Dậu. Bước sang tháng Quý Tỵ âm lịch, mệnh chủ tuổi Dậu may mắn có sự đồng hành của cục diện tam hợp, báo hiệu một tháng hanh thông, suôn sẻ đang trải ra trước mắt bản mệnh. Đặc biệt là thời điểm sau rằm, các thần này sẽ hỗ trợ cho tuổi Dậu khá tốt trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, nơi công sở. Mệnh chủ vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói, thời điểm này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Dậu. Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh gặt hái được những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là một thời điểm thuận lợi để mệnh chủ mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng, ắt hẳn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay của mình. Không những vậy, có thêm sự xuất hiện của thiên ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Mệnh chủ còn sẽ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Công việc hanh thông kéo theo tài lộc tăng tiến, mệnh chủ tuổi Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham quá là được. Có điều bạch hổ hung tinh rình rập, mệnh chủ vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp pháp luật mà làm liền, kẻo vi phạm pháp luật, vướng họa lao ngục. Ngoài ra, trong thời gian này, các thần bán hợp rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Dậu. Các dấu hiệu cầu hôn, đính hôn, cưới hỏi khá rõ nét. Với các cặp đôi đã qua thời gian tìm hiểu, tình cảm ngày càng mặn nồng, có thể tính chuyện trăm năm. Tuy nhiên, do nguyên lệnh lâm bệnh, đất dự báo về những rủi ro, bệnh tật mà những chú gà có thể phải đương đầu. Hung tinh này khiến mệnh chủ có nguy cơ đối diện với nhiều nguy hiểm và bệnh tật bất ngờ. Mệnh chủ nên tìm cách để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, đi lại cẩn thận. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp, quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu.
Vì năng lực tam hợp khí của phòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Phòng còn giúp bản mệnh bằng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dậu. Thứ hai là tuổi Tý. Xem tử vi rằm tháng tư âm lịch của tuổi Tý cho thấy, vận trình của người tuổi Tý chưa có nhiều đột phá rõ ràng so với thời gian trước, nhưng vẫn có nhiều điểm may mắn. Mệnh chủ có những thời cơ thuận lợi để phát triển, song lại chưa thực sự quyết đoán, nắm bắt cơ hội, nên thường để lỡ mất. Trong thời gian này, đường huyền lệnh mang lâm quan tới trợ lực mạnh mẽ, cho nên con đường công danh, sự nghiệp của những chú chuột đang rất rộng mở, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, kết hợp với sự thông minh, sáng dạ sẵn có, mệnh chủ đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo rất hữu ích. Nếu có thể biến những ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể, mệnh chủ tuổi Tý có thể đạt được những thành công rất bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn mệnh chủ sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Đặc biệt, lâm quan vốn là cát tinh giúp giải quyết rắc rối và mở ra đường thành công, nhưng lại đối với những ai biết khiêm nhường và cầu tiến. Ngoài ra, thời điểm này mệnh chủ sẽ thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần mệnh chủ có tinh thần cầu tiến, cẩn mẫn trong công việc và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, tỷ kiên sẽ giúp mọi thứ tiến triển theo đúng dự liệu. Tử vi còn cho thấy sẽ có hung tinh, thiên hình ẩn tàng, mệnh chủ có điểm tiểu nhân quấy phá, cản trở bước đi. Cho nên mệnh chủ cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc. Về phương diện tài lộc, có thể nói đây là thời điểm hung nhiều hơn cát với mệnh chủ tuổi Tý, bởi có tiểu hao rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng mệnh chủ cũng nên giữ túi tiền cho cẩn thận, đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Đặc biệt thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền nhằm mục đích không chính đáng, kẻo tiền đi mà không có đường quay trở về. Chuyện tình cảm của tuổi Tý dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì ở mức bình ổn. Có điều, tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối về cả thể chất và tâm hồn. Nhưng mệnh chủ còn độc thân cũng nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tý trong tháng này cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Ngoài áp lực về công việc khiến cơ thể suy nhược, thói quen sinh hoạt chưa khoa học cũng ảnh hưởng sâu đến thể chất. Ngoài ra, mệnh chủ cần đề phòng tai nạn, thương tật bất ngờ do thiên hình gây ra. Đặc biệt, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội, trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Tý. Thứ ba là tuổi Mão. Xem tử vi tháng 4 tuổi Mão âm lịch, mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn với mệnh chủ tuổi Mão, đặc biệt là từ ngày 15 trở đi. Nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng, đúng như tính toán và mong muốn của bản mệnh. Nguyên lệnh lâm chính sinh, dự báo vận khí sẽ hanh thông, mưu sự dễ thành. Thời điểm này cũng thích hợp để những chú mèo mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp mệnh chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Mặc dù đôi lúc vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực là điều khó tránh, song vận may trong tháng sẽ giúp mệnh chủ gặp hung hóa cát. Cứ làm việc nỗ lực sẽ gặt hái thành quả tốt,
làm nhiều việc thiện thì tích phúc đức càng dày. Tử vi còn cho thấy sự xuất hiện của dịch mã động tinh, dự báo khoảng thời gian này mệnh chủ có thể hay phải đi xa, phần lớn là do yêu cầu công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này có thể sẽ giúp ích khá nhiều cho sự nghiệp của tuổi Mão. Mệnh chủ có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm làm việc sau mỗi chuyến đi. Thời điểm này, nếu được cử đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thì nên nghiêm chỉnh chấp hành, tương lai sẽ có lợi. Tài lộc trong thời gian này cũng được cải thiện đáng kể. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều đạt được những thành quả xứng đáng. Nguyệt lệnh trường sinh lại thêm thực thần nâng đỡ nên có không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Thậm chí có những hạng mục mệnh chủ tưởng như không có hy vọng thì nay cũng đã hồi sinh. Mệnh chủ có thể tranh thủ cơ hội để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Mệnh chủ đang làm công ăn lương cũng gặp công việc trôi chảy, khá nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan, thu nhập bình ổn. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá mới, bản mệnh không thể cứ bình như thế. Hãy dành thời gian học hỏi, kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá. Ngoài ra, vận trình tình cảm không có gì đáng lo ngại. Vợ chồng, đôi lứa yêu nhau biết trân trọng những gì mình đang có, nên hạnh phúc được bảo toàn. Số khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải. Nhưng mệnh chủ độc thân thời gian này còn vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Tử vi còn cho thấy phương diện sức khỏe của mệnh chủ thời điểm này duy trì ở mức bình ổn, được trường sinh nuôi dưỡng, bệnh tật nhanh khỏi, cơ thể sớm phục hồi sau phẫu thuật. Bản mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh chứng đau dạ dày. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, mệnh chủ tuổi Mão cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, pháp khí đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Mão. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.